Cuộc sống bế tắc, đau khổ, hãy học cách rẽ hướng đi. Khi gặp phải một chuyện khó xử ảnh hưởng đến cuộc sống và tâm trạng của bạn, tại sao không dừng bước lại, bình tĩnh thêm một chút, suy nghĩ thêm một chút, thay đổi cách nhìn, cách suy nghĩ, có lẽ sự việc sẽ đơn giản đi rất nhiều. Đời người thì luôn có trắc trở, nhưng đừng bỏ cuộc, chỉ cần nói với chính mình nên rẽ hướng thôi cứ luôn dậm chân tại chỗ, luẩn quẩn hay quá cố chấp chỉ khiến cho bản thân rơi vào trong sâu thẳm đau khổ. Đời người luôn có trắc trở, nhưng không phải đường cùng, chỉ là đang nhắc nhở bạn nên rẽ hướng rồi. Cuộc sống là một tấm gương, chúng ta ứng xử như thế nào sẽ nhận như thế. Thứ không vác nổi thì phải buông xuống, chịu tổn thương không nổi, phải nhìn thoáng hơn, chuyện nghĩ không thông, có thể không nghĩ nữa. Người không hận nổi, phải làm hòa thôi. Cố gắng mà không thấy có thu hoạch nhưng đừng bỏ cuộc chỉ cần nói với bạn nên rẻ hướng rồi cương quyết dẫm chân tại chỗ có lúc cho dù chúng ta đã rất cố gắng vẫn không được thần may mắn ghé thăm đó là lúc nên rẻ hướng thôi bỏ ra không nhất định có thu hoạch thu hoạch lại không nhất định phải bỏ ra cố gắng cuộc sống vốn dĩ không đau khổ đau khổ là vì quá nhiều khát vọng nước có thể chạy thẳng ra biển lớn chính là vì nó uyển chuyển tránh khỏi tất cả chướng ngại không ngừng đi về phía trước nghịch cảnh có thể trở thành cơ may sẽ hướng cũng là một phương thức để tiến về phía trước rất nhiều người thông minh không thể bước lên con đường thành công phần lớn là bị đụng vào tường mà không biết quay đầu trên đường đời khó tránh gặp phải khó khăn không thể vượt qua xoay chuyển một chút đó cũng là một cách hay Gịch cảnh có thể tạo ra cơ may, trẻ hướng cũng là một phương thức để tiến về phía trước, nhưng mà là trẻ hướng để bước tiếp, không phải là quay đầu lại và bỏ cuộc. Huyền bí TV, kênh thông tin chọn lọc về khoa học huyền bí, tiên tri, phù thủy, chấn yểm, lời nguyền. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.